Trước mặt tôi đây là cái ở bên Trung Quốc các bạn ạ. Và ở chỗ tôi đang đứng là thuộc Việt Nam, địa phận Việt Nam. Đây là ranh giới của biên giới của Lào Cai với lại Trung Quốc ấy. Đấy, đằng sau tôi đó là tỉnh Lào Cai. Nó chia cách bởi một con sông các bạn ạ. Là mình không nắm rõ được thông tin là sông này là sông gì, mình không rõ, mình ở Lào Cai nhưng mà mình ở huyện lẻ nên là mình không rõ được là cái sông này là sông gì. Tôi đang nghe thấy tiếng pháo. Tiếng pháo ở bên kia chắc là bên Trung Quốc đốt các bạn ạ. Đấy. Chẳng biết là trong máy quay có thu được không, nhưng tiếng pháo nổ mà ở góc bên kia. Tôi đoán là góc bên kia. Ở kia là có một cái đồng hồ. Tôi phóng lại gần xem nào. Là 3:04 giờ kém 25 à. Còn ở chỗ kia thì là chỗ để canh gác ấy. Ở bên này là Trung Quốc sao các bạn ạ? Bên này là của Trung Quốc. Còn ở bên kia là Việt Nam. Bây giờ tôi sẽ quay đến cái chỗ của Việt Nam mình đấy, pháo, tiếng pháo đấy các bạn ạ. Đây của Việt Nam đây. Là để sang từ Lào Cai mà sang Trung Quốc thì là ta phải qua cái cửa này. Chỗ tôi đang quay đây này là đi sang bên này. Chỗ tôi đang đứng nó thuộc, hình như là nó thuộc của Cốc Lếu. Bởi vì là ở bên kia là có cái cầu Cốc Lếu, lát là tôi phải đi qua cầu đấy để tôi về Bắc Hà. Ở đây tôi không nhìn thấy, lát nữa tôi ra kia tôi quay tiếp. Rồi tôi ra góc này thì là bây giờ là nhìn thấy cầu Cốc Lếu ở đây các bạn ạ. À, chỗ tôi đang đứng là vỉa hè. Đấy, đây là thuộc địa phận của cầu Cốc Lếu, thuộc của Lào Cai, thành phố Lào Cai. Ở bên kia là vẫn thuộc của Việt Nam. Đấy, bây giờ là tôi sẽ tiến về cái cầu đi qua cửa khẩu. Đây gọi là cửa khẩu của Việt Nam và Trung Quốc. Nó thuộc Lào Cai. Đấy, ở bên kia là Trung Quốc rồi. Nó được chia cách bởi con sông các bạn ạ. Theo tôi đoán là như vậy. Tôi không nắm rõ lắm về cái địa lý. Tôi chỉ biết ở chỗ này là để đi từ Lào Cai mà sang Trung Quốc là phải đi qua đoạn này. Đi qua chỗ này. Đi qua từ thành phố Lào Cai ấy. Ta phải làm hộ chiếu. Xong là được phép đi qua.
còn ở chỗ tôi đang đứng đây là thuộc địa phận của thành phố Lào Cai rồi. Nghĩa là nhà nghỉ Mường Thanh. À, cái nhà Mường Thanh chả biết phải nhà nghỉ không. Nói chung cái video này mình không nắm rõ được một cái gì cả, nên là các bạn thông cảm nhé. Chỉ quay qua để các bạn tổng quát kiểu nôm na câu chuyện thôi. Nhiều người là cũng khả năng là cũng chưa có dịp được lên Lào Cai, nên là cũng chưa có cơ hội để bước chân từ cái chỗ cửa khẩu này sang bên kia Trung Quốc.